Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ công bố Huawei được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn. Chính quyền Mỹ đã xác định các công ty hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có hãng viễn thông khổng lồ Huawei và công ty thiết bị an ninh Hivision đều do quân đội Trung Quốc làm chủ hoặc kiểm soát, theo tài liệu của hãng Reuters được xem qua vào ngày 24 tháng 6 năm 2020. Xác quyết này đặt nền tảng cho những chế tài tài chính mới của chính phủ Mỹ đối với những công ty này. Một viên chức quốc phòng Mỹ ẩn danh xác nhận tính xác thực của tài liệu vừa kể trên cho biết hồ sơ đã được gửi sang Quốc hội Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Huawei Nhậm Chính Phi và Chủ tịch Tập Cận Bình tại trụ sở của Huawei ở London vào năm 2015. Danh sách 20 công ty mà Washington cáo buộc được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hỗ trợ bao gồm Tập đoàn China Mobile và China Telecom, cũng như công ty chế tạo máy bay của Trung Quốc. Việc chỉ định này do Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định theo một đạo luật vào năm 1999 đưa ra một danh sách các công ty do Quân đội Giải phóng Nhân dân làm chủ hay kiểm soát, chuyên cung cấp các dịch vụ thương mại, chế tạo, sản xuất hay xuất khẩu. Và chỉ định của ngũ giác đài đã không kích hoạt chế tài, nhưng theo luật, Tổng thống có thể công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép ông chế tài bất cứ công ty nào trên danh sách này hoạt động tại Mỹ. Các công ty liên quan như Huawei, Hivision, China Mobile, China Telecom và Tòa Bạch Ốc cũng như Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng chưa đưa ra câu trả lời yêu cầu bình luận. Lầu Năm Góc đang chịu sức ép từ các nghị sĩ của cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ để công bố danh sách trên trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao trên nhiều mặt từ công nghệ cho đến thương mại và chính sách đối ngoại. Vào tháng 9 năm ngoái, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Tom Cotton đã viết thư gửi lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh sử dụng các tập đoàn Trung Quốc để khai thác các công nghệ dân sự cho mục đích quân sự. Hãng tin Reuters cũng đánh giá danh sách trên có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất đến nhì thế giới. Tuần trước, Trung Quốc đã dọa trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì những vấn đề liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marco Rubio nói rằng danh sách trên là một bước khởi đầu nhưng đáng tiếc vẫn chưa đầy đủ để cảnh báo người Mỹ về các công ty do nhà nước sở hữu nhằm hỗ trợ các hoạt động của chính phủ Trung Quốc gây đe dọa cho an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ tố Trung Quốc cũng đã chia rẽ phương Tây bằng Huawei. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Tom Cotton. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cảnh báo Mỹ có thể đã không triển khai chiến đấu cơ F-35 tại Anh vì nguy cơ an ninh từ việc nước này sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G. Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh vào ngày 2 tháng 6, Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton cảnh báo rằng việc để cho Huawei tham gia vào hạ tầng mạng của Anh có thể mở cửa cho tin tặc của quân đội Trung Quốc xâm nhập vào các hoạt động hậu cần quân sự của lực lượng đồng minh. Ông Cotton cũng cho rằng diễn biến này sẽ gây nguy cơ cho các hệ thống vũ khí Mỹ tại Anh, nhiều hơn cả là những khu vực khác và giới chức cấp cao Mỹ đang thảo luận về vấn đề này. Trước đó, ông Cotton đã từng cảnh báo Mỹ có thể gia tăng giám sát nguồn đầu tư của Anh vào Mỹ nếu London sử dụng thiết bị của Huawei, đồng thời đề xuất dự luật ngừng triển khai chiến đấu cơ F-35 của Mỹ tại Anh. Tờ Daily Telegraph vào hồi tháng 5 đã đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ thị lên kế hoạch tiến tới loại bỏ hoàn toàn sự liên quan của Trung Quốc trong hạ tầng mạng 5G tại Anh đến năm 2023. Chỉ thị đã được đưa ra giữa lúc chính quyền Anh không hài lòng về cách xử lý của Trung Quốc trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Phát biểu ngày 2 tháng 6, nghị sĩ Cotton hy vọng chính quyền Anh sẽ thực hiện quyết định này sớm hơn nhằm giảm thiểu việc sử dụng công nghệ của Huawei. Ông nói rằng Trung Quốc đang tìm cách gây chia rẽ giữa các nước phương Tây bằng Huawei. Ông Cotton cũng khẳng định Mỹ, Anh và các đồng minh có thể hợp tác để phát triển mạng 5G ưu việt hơn hẳn của Trung Quốc. Đáp lại, Phó Chủ tịch Huawei Victor Zhang tố cáo Mỹ đang công kích Huawei vì mục đích giành lại vị thế trên thị trường, chứ không phải vì lo ngại an ninh. Và cũng rất nhiều thông tin cho rằng tin tặc của Trung Quốc, Iran đang nhắm vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu vận động tái tranh cử vào ngày 20 tháng 6 tại sân vận động Tulsa có sức chứa 19.000 người. Các tin tặc do nhà nước Trung Quốc hỗ trợ đã nhắm vào các nhân viên làm việc cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống qua ứng viên Dân Chủ Biden. Một giới chức an ninh cấp cao của Kukler nói vào ngày 4 tháng 6, giới chức này cũng đã nói tin tặc Iran vừa mới đây đã nhắm vào tài khoản email của nhân viên vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
loan báo trên trang tweet của người đứng đầu nhóm phân tích và các mối đe dọa của Kukler, Shiner, Hyundai là chỉ dấu mới nhất của việc do thám kỹ thuật số thường xuyên nhắm vào các chính trị gia hàng đầu. Và việc Iran nỗ lực xâm nhập vào email của các nhân viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được ghi nhận trước đây. Vào năm ngoái, công ty Microsoft đã loan báo một nhóm có biệt danh Charming Kitten đã cố gắng xâm nhập vào tài khoản email của một chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump không nêu tên, mà nhiều người tin cho rằng đó là ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đây, trong năm, công ty do thám mối đe dọa Iran One nói tin tặc Nga đã nhắm vào các công ty khí đốt Nga, nơi con trai ông Biden từng có chân trong hội đồng quản trị. Google cũng từ chối đưa ra các chi tiết vượt quá những dòng tin của ông Hyundai. Nhưng việc công bố bất bình thường này là một chỉ dấu cho thấy người Mỹ đã trở nên nhạy cảm như thế nào trong những nỗ lực do thám kỹ thuật số nhằm vào chiến dịch tranh cử chính trị. Những người làm trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump hoặc là Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington và phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York cũng không trả lời yêu cầu bình luận này. Ông John Hoodquist, giám đốc về phân tích tình báo của công ty an ninh mạng Mỹ Firewall, miêu tả hai nhóm tin tặc là những phần tử do thám và nói những người này nỗ lực thu thập tin tức tình báo hơn là lấy cắp tài liệu để tiết lộ lên mạng. FBI của Mỹ và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng đều từ chối bình luận về vụ này. Bên cạnh đó đã phát hiện ra rằng nhiều sinh viên gián điệp Trung Quốc, mục tiêu mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Theo lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo về Trung Quốc vào hôm 29 tháng 5 năm 2020, Tổng thống Donald Trump sẽ đề cập đến các vấn đề về các sinh viên Trung Quốc hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ. Theo tờ Nhật báo Mỹ New York Times, chính phủ Mỹ đã chuẩn bị trục xuất từ 3.000 đến 5.000 sinh viên Trung Quốc có liên hệ với các trường quân sự của Trung Quốc. Việc Trung Quốc huy động nhiều thành phần để tham gia vào các hoạt động gián điệp ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước phương Tây, không có gì là mới mẻ. Điều 7 trong luật tình báo quốc gia của Trung Quốc có ghi rất rõ rằng mọi tổ chức hay mọi công dân đều phải hỗ trợ các hoạt động tình báo của nhà nước, giúp nhà nước và cộng tác với nhà nước theo quy định của pháp luật. Riêng Washington từ lâu vẫn cáo buộc Bắc Kinh có nhiều hoạt động gián điệp công nghiệp tại Hoa Kỳ. Đồng thời, chính quyền Donald Trump xem việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến thương mại giữa cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới này với Trung Quốc. Trên đài truyền hình Fox News vừa qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã tuyên bố như sau. Với tư cách là cựu giám đốc CIA, tôi xem mối đe dọa của gián điệp Trung Quốc đối với nước chúng ta là rất nghiêm trọng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho rằng người dân Mỹ cần biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo dựng được một ảnh hưởng rất lớn tại Hoa Kỳ. Hoạt động của gián điệp Trung Quốc tại Mỹ dường như cũng đã được mở rộng sang lĩnh vực y tế. Vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ chính thức cáo buộc Trung Quốc đã tìm cách đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của Mỹ về vaccine ngừa virus corona chủng mới, về thuốc điều trị cũng như về xét nghiệm virus. Theo chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không chỉ có các tin tặc mà cả các nhà nghiên cứu và sinh viên Trung Quốc cũng tham gia chiến dịch đánh cắp các thông tin trong các nhà trường đại học và phòng thí nghiệm nơi họ đang làm việc. Và nếu đúng là cả sinh viên Trung Quốc cũng tham gia làm gián điệp thì quả thật đây là điều đáng lo ngại cho Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh sinh viên Trung Quốc tại Mỹ. Theo thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế IEA, một hiệp hội lo về các trao đổi quốc tế của sinh viên Trung Quốc chiếm phần lớn nhất trong số các sinh viên ngoại quốc đang học tại Mỹ với gần 370.000 người trong niên khóa 2018-2019, tức là chiếm 1/3 tổng số sinh viên ngoại quốc. Theo tờ New York Times, từ nhiều tháng qua, các quan chức của Cục Liên bang Mỹ, FBI và các trường đại học lớn ở Hoa Kỳ đã đề cao cảnh giác phải bảo vệ nguy cơ gián điệp Trung Quốc trà trộn vào đây. Nhưng theo tờ Korea International vào ngày 12 tháng 5, một số giáo sư đại học và tổ chức sinh viên đã bác bỏ những cáo buộc đó, so sánh cuộc săn đuổi phù thủy nhắm vào các nhà nghiên cứu sinh viên Trung Quốc hiện nay giống như vào thời ngày xưa nhìn đâu cũng thấy cộng sản. Và phản ứng nói trên cũng là dễ hiểu bởi vì việc trục xuất hàng ngàn sinh viên Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nguồn tài chính của các trường đại học. Mỗi năm, con số gần 370.000 người sinh viên Trung Quốc mang lại một khoản thu nhập lên tới 14 tỷ đô la cho các trường đại học tại Mỹ. Cho dù có thiệt hại tài chính như vậy đối với các trường đại học, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng sinh viên Trung Quốc tham gia làm gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, trong số từ 3.000 đến 5.000 sinh viên Trung Quốc bị nghi làm gián điệp, những người nào đang ở trên đất Mỹ sẽ bị hủy visa và sẽ bị trục xuất, còn những người nào đang ở bên ngoài nước Mỹ thì sẽ không được phép quay trở lại. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định như vậy,
căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ tăng thêm một nấc. Nhưng theo hãng truyền thông Reuters, quyết định trục xuất sinh viên Trung Quốc đã được dự trù từ nhiều tháng qua, không có liên hệ trực tiếp với vấn đề Hồng Kông mà là nhằm trong khuôn khổ chiến dịch gây áp lực toàn diện với Trung Quốc. Ngoài ra, các công tố viên của Liên bang Mỹ ở Los Angeles đã cáo buộc sĩ quan Trung Quốc mới bị bắt có hành động gián điệp có tổ chức. Đây là hình ảnh FBI của Mỹ đăng lệnh truy nã sĩ quan quân đội Trung Quốc Yang Ruiyi trên trang web chính thức của mình. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông, chính quyền Mỹ coi vụ bắt giữ sĩ quan quân đội Trung Quốc ở sân bay Los Angeles là nỗ lực ngăn chặn những công nghệ tiên tiến của Mỹ bị quân đội Trung Quốc thu thập. Vào hôm 12 tháng 6, sĩ quan quân đội Trung Quốc Xin Wang đã bị bắt vì tội gian lận visa. Ở thời điểm bị bắt, người này đang ở sân bay Los Angeles chờ chuyến bay trở về Thiên Tân, Trung Quốc. Và vấn đề không đơn giản chỉ là sĩ quan Trung Quốc này nói dối để nhập cảnh vào Mỹ. Người này được Trung Quốc tài trợ kinh phí để thu thập các dữ liệu công nghệ của Mỹ. Nikolai Hanna, công tố viên bang California đã cho biết trong báo cáo trạng của mình. Giới chức Mỹ cũng so sánh hành động của Xin Wang tương tự như Trung úy quân đội Trung Quốc Yang Yi. Yi đã bị truy tố tại tòa án Massachusetts vì gian lận visa và gián điệp. FBI cũng đã ra lệnh truy nã Yi vào tháng Giêng năm nay sau khi nữ sĩ quan này trở về Trung Quốc. Yi cũng đã thu nhập vào Mỹ với mục đích tham gia học tập, tham gia nghiên cứu tại trường đại học Boston trong giai đoạn từ năm 2017 cho đến 2019. Theo cáo trạng, Wang đã thu nhập thông tin khoa học và công nghệ Mỹ bằng các hành động gián điệp và lợi dụng tư cách cá nhân. Ở thời điểm bị bắt, Wang là sĩ quan mang hàm thiếu tá vẫn đang được quân đội Trung Quốc trả lương. Theo quy định ủy quyền bắt giữ Wang của Bộ Tư pháp Mỹ, Wang được Mỹ cấp visa vào năm 2018 với lý lịch ghi rằng đã rời quân ngũ năm 2016. Cáo trạng cũng nêu rõ Wang đã xóa dữ liệu trong điện thoại bao gồm các cuộc trao đổi trên WeChat trước khi đến sân bay Los Angeles. Điều này đã được Wang thực hiện chu đáo. Và Mỹ tố tin tặc liên hệ với Trung Quốc đã ăn cắp nghiên cứu về viêm phổi Vũ Hán. Và các tin tặc có liên hệ đến Trung Quốc xâm nhập vào các tổ chức của Mỹ đang nghiên cứu về viêm phổi Vũ Hán. Các giới chức Mỹ vào ngày 13 tháng 5 cũng cho biết và cảnh báo các nhà khoa học và các giới chức y tế cộng đồng coi chừng kẻ cắp trên mạng. Trong một tuyên bố chung, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Bộ An ninh Nội địa DHS đang điều tra vụ xâm nhập vào các tổ chức của Mỹ do các tin tặc có liên hệ đến Trung Quốc thực hiện. Và FBI đã theo dõi nỗ lực tìm kiếm và thủ đắc một cách bất hợp pháp tài sản trí tuệ có giá trị và những dữ liệu y tế công cộng liên hệ đến vaccine, chữa trị và xét nghiệm từ những mạng lưới cá nhân liên quan những cuộc nghiên cứu về viêm phổi Vũ Hán. Các cuộc nghiên cứu về dữ liệu liên hệ đến virus corona đã nổi lên trong một ưu tiên tình báo quan trọng đối với các đủ loại tin tặc. Tuần trước, hãng truyền thông Reuters cũng loan tin là gián điệp trên mạng có thể đã liên hệ đến Iran đã nhắm vào nhân viên của công ty dược tại Mỹ, thuốc chống virus Remdesivir của công ty này là thuốc duy nhất cho đến nay chứng tỏ giúp ích cho các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Vào tháng 3 và tháng 4, Reuters đã loan tin là tin tặc đã nỗ lực xâm nhập vào Tổ chức Y tế Thế giới giữa lúc đại dịch lây lan trên toàn cầu. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2020 với bản tin Mỹ công bố Huawei được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de